Trời Sài Gòn hồi ngồi đóng vui nè. Rồi trời chà, dễ thương kìa anh yêu. Rồi cái đi là đang quay phim một đoàn cho vui. Đó, anh bắt này, anh bắt vô đây. Đó chưa mày chụp hình này. Rồi ok rồi, dễ thương chưa. Rồi chưa mày chụp hình nghe, đừng vô bắt nhân vật chỉnh đó, chủ nữ chủ nhân mà phải lên nha, lên cho đó bắt rồi. Không bắt đừng lú tí. Rồi thôi được rồi. Rồi đã chơi chụp hình này. Rồi chơi chụp hình. Cái này là cái chân trống máy ảnh đó. Mình để mình có cái chân trống đó. Đó. What's your name? Hả? À, my name Hòa An hả? My name Hoàng Anh. À Hoàng Anh, and you? What's your name? Ngọc Hằng. Ngọc Hằng, beautiful name. You are so beautiful. Say thank you. Thank you. Cảm ơn. Thank you. À, thank you. Dễ thương quá. Được rồi. Hả? Được đó tụi nãy. Vậy nhi, tụi nó chị ba đứa nhưng mà chỉ có một đứa cái xong rồi là không phải đâu là kiểu sư thiên đây là. Đó. Đẹp ở tấm lòng ấy chứ cũng đẹp chứ vô đó. Hai 2 3 4 5 6 7. How are you? Oh, I'm fine. I'm very good too. Thank you. You are so beautiful. Okay. You love your mom, Linh? Yes. Okay. And how about you? Do you love your mom? Linh, do you love your mom? Yes, I do. Oh, you love your mom. Do you love your brother? Yes. Okay, can you tell me something about yourself? Con tự nói về bản thân con được không? Con nói là con tên là gì đó? Con tên là... Không, con nói bằng tiếng Anh, speak English. English. Yeah, speak English. My name is... Speak English. Yeah. Không. Con tự nói về con á. Giờ cô Lan hỏi con tự giới thiệu về con là con nói là con. Thì mình cúi xuống, mình quay trong cái phim xấu. Okay, so can you tell me something about yourself? What's your name? My name is Ngọc Hằng. Ngọc Hằng, beautiful name. How are you? I'm fine, thank you. And you? Ah, I'm fine too. How many people are there in your family? Đúng nha, con gọi mọi người. 3. Who are they? Con 1 2 3 4 5 6. Con nói từ 1 đến 100 đấy con. Biết bây giờ ngày đó. 1 2 3. Can you count up to 100? Con đấy đấy. 1. Để bạn tên là 1. Con đấy là con 1 2. Oh, good. 12. 14. À, dễ thương ấy. 16. Sài Gòn, hồi ngồi Đà Nẵng, Sài Gòn. Hả? Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng. À, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng. Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng. Quê ngoài con ở đâu? Quê nhà con ở đâu con? Ở này không? Ở Huế. Quê nội ở đâu? Đi đâu? Quê nội ở đâu? Dạ Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Sài Gòn. Dễ thương ấy. Rồi, ok. Thôi mời cả nhà lên, con ai chưa lên thì lên. Con lên phòng của Phật con lầy như thế nào? À, rồi con nói sao? Con nói sao? À, con không, con nuốt kìm miệng đồ ăn xong rồi con nói lại. Con lại đến Phật, con lại Phật sao? Con gật đầu không? Rồi con nói Phật sao? Con nói lên học một tuổi là con lại Phật, là con lại con tên gì đó, con nói sao? Nhớ thấy không? Khi nào mình nhìn lên tới Phật gật đầu rồi mới được đi ngủ. Còn ổng mà ngồi đứng ngồi và không có gật đầu là chưa được đi. Con vừa hỏi cho con được bệnh sẽ yên an. Được không? Con vừa hỏi cho con được không? Phải gặp cái đầu vậy nè. À, rồi con có thưa Phật, con đi ngủ không? Con có sức phạt đó không? Và con nói sao? Cái tường đó. Khi nào thấy gật đầu vậy nè. À, thưa Phật cho con đi ngủ. Con phải cho ba là con nói sao? Khi nào gật đầu thì là đồng ý. Dạ thưa ba con là con gái của ba đây. Mới đi ngủ được chứ, còn không rồi đi. Xin tiếp, hiểu không? Dạ, vậy thì là con có thưa ba đi ngủ không? Dạ có. Con nói sao? Thưa ba cho con đi ngủ. Rồi ba có gật đầu không? Ba không. Ba ở trong tấm hình này là sao? Thì khi nào mà trong tấm hình ba gật đầu vậy này là con mới được đi ngủ. Rồi con con trai buổi tối nói sao? Buổi tối nói sao? Con đợi tối lên ngán nó đó. Làm hai người hai tối lưng lưng như vậy á. Rồi nói tối lên, nói tối lên. Tối con lại con nói sao mà cái gì la nghe kìa. À. Ngồi xuống ăn con có. À, rồi con nói về ba con nói sao? Dạ thưa ba con là con trai ba ra à, rồi con đi ngủ, con có thưa ba con đi ngủ không? Con nói sao? À, thưa Đức Phật cho con đi ngủ, thưa ba cho con đi ngủ. Rồi buổi sáng con đi học con nói sao? Con nói sao? Buổi sáng con đi học con hay lại Phật về lại ba con nói sao? Thưa Phật sao nghe? Ba con đi học, ba con đi học, Phật con đi học. À, thưa ba. À, về đi má. Thưa ba con đi học, thưa ba con đi học, thưa Phật con đi học. Con thì nói sao? Con có nói vậy. À, thưa ba con đi học. À, dễ thương ấy. Tối nào phải mới sáng đi học. Thưa ba con đi mời lên nhà bà nội nha, chứ con đi nhà bà nội. Đến nhà bà nội hàng thưa ba thưa Phật. À, đúng rồi, đi đâu mà xin phép. Ở nhà là thưa ba với thưa Phật, bất cứ đi đâu. Thưa ba thưa Phật con lên nhà có đi chơi. À, có thưa mẹ không? À, thưa mẹ nói sao? À đúng, nói có lý, mẹ dặn con đi rồi đâu có thưa nữa. Đúng là có lý luôn. Lý luôn rất là chuẩn luôn. Giỏi. Con làm gì? Em cưới vợ. 5 tuổi sao? Em cưới vợ. Dạ, 5 tuổi thì cái vợ thôi chứ làm gì nữa. À, 5 tuổi con cưới vợ hả? Mà lúc đó là con đi làm gì rồi? Sao con làm gì? Con làm sao con? Em sáng, con làm cả sáng. Con làm cả sáng. Ủa chuyện nghe ra hả? Muốn làm bác sĩ nữa hả? Sao vậy? Con muốn làm cảnh sát. Nói chuyện kia chứ không chuyện cái đó. Mấy bữa ưa làm bác sĩ mà. Con sau ít bữa con lớn con 25 tuổi là con làm gì? Con làm thơ thớt rồi. Con học, con làm cô giáo và con làm bác sĩ. Con làm cô giáo, con làm bác sĩ, con làm nghề thôi. Không, bác sĩ dạy y khoa vừa là bác sĩ nhưng mà cũng có dạy nữa, phải đi dạy nữa, đúng rồi. Ra tất cả cô cảnh sát. Lý của anh ai về thương mẹ. Con học để làm bác sĩ sao mẹ sai cho mẹ cái lầu 10 tấn ra. Thôi trời ơi mẹ làm răng đi cho nổi trời. Thôi mẹ con đừng có xây 10 tấn. Con đừng uống cái này. Thôi mẹ con đừng uống cái này. À, lầu 10 tầng này léo nổi mà chỉ cần cái nhà kẹt thôi. Vậy thì con lên nhà bà nội con, cái con nói với bà nội con nói là sao? À, con chào bà nội có khỏe không? Còn con nói là sao? Con chào bà nội có khỏe không? À, rồi bà nội trả lời sao? Bà nội không có trả lời gì. Nói à? Bà nội nói dễ thương đấy. Con nhà bà nội á, nhà bà nội bán đồ con xin bà nội đồ con nói sao? Hư bà nội cho con. Bà nội cho con uống nước, trên bà nội nó có bán nước ngọt á. À. Con muốn sữa nước ngọt bia rồi á, là nó lên bà nội nó chích cả dày cả kề. Con phải họ mua cây với trái họ với hoa. À cũng cái con nội mè con nội sáo con dằn con nội mè sáo. Mẹ nhớ là phải mua hoa, mua trái cây, Cho ba nha. Nó hoa mấy cái cây được cúng cho ba là cúng Phật nha. Rồi con cúng ba con nói là sao? Con cúng bông với trái cây cho ba con nói là sao? Con nói là sao? Con nói ai Di Đà Phật ba cho con ăn bánh của ba nha. Chị Na. Chị Na lúc nào cũng lấy bánh của ba mà. Thì con, bá cho mà cũng xong rồi bá cho mà. Nhưng mà chị lại bạn cùng bá rồi chị có xin bá không hay là chị? Dạ thưa ba cho con lấy đồ ăn sườn. Lại đồ ăn sườn này con ăn. Rồi ba có gật đầu không? Thì ta gật đầu mình bá nghe không? Rồi đêm nay còn bá tới nay rồi con lại xuống. Dạ thưa ba cho con ăn bánh của ba nha. A Di Đà Phật. Cái đó nói cái gì cả chị A Di Đà Phật. Ăn ngọt cái đó. Nói chị phải có A Di Đà Phật cả cho. Đúng không? Ông bà nội hả? Dạ xin chào cả nhà, con cái đặt từ từ để gì giới thiệu đấy. Dạ xin chào cả nhà. Sau đây Núp Nít và Mina sẽ hát bài I Love You. Rồi bây giờ con hát đi, hai đứa hát I Love You. Rồi thương ai là mình kêu tên người đó ra. I Love You bà nội ơi. Nhỏ quá, khoan từ nhỏ quá to lên tí. Đứng dậy nó cho đọc, đứng dậy rồi. Xin lỗi Mina, Núp Nít và I Love You con. Ai lớn nhất, ai nói lớn nhất. Ai nói lớn nhất là được thưởng. Đúng rồi. Tiếp theo mình đó. I Love You. I Love You. Bà nội ơi. I Love You. Bà nội ơi. I Love You. Bà nội ơi. Ai nữa? I Love You. Má Yên ơi. I Love You. Má Yên ơi. I Love You. Má Yên ơi. I Love You. Má Dung ơi. I Love You. Má Dung ơi. Lên cái đầu lên nha. Má Vân ơi. I Love You. Má Lâm ơi. Rồi trời to quá. Cô Phượng ơi. I Love You. Cô Phượng ơi. I Love You. Cô Ngọc ơi. I Love You. Cô Ngọc ơi. Làm điều đi, lên cho to lên. Cô Ngọc có rùa cái hả? Đi hát tiếp. I Love You. Cô Út ơi. I Love You. Cô Út ơi. I Love You. Bác Phước ơi. I Love You. Bác Phước ơi. I Love You. Bác Hải ơi. I Love You. Bác Hải ơi. I Love You. Dì Phượng ơi. I Love You. Dì Phượng ơi. I Love You. Dì Nhung ơi. I Love You. Dì Nhung ơi. I Love You. Dì bé ơi. I Love You. Dì bé ơi. I Love You. Dì Út ơi. I Love You. Dì Út ơi. Mà lên Cậu Quốc ơi. I Love You. Cậu Quốc ơi. I Love You. Cậu Dũng ơi. I Love You. Cậu Dũng ơi. I Love You. Cậu Sơn ơi. I Love You. Cậu Sơn ơi. I Love You. Cậu Tuấn ơi. I Love You. Cậu Tuấn ơi. I Love You. Cậu Hiếu ơi. I Love You. Cậu Hiếu ơi. I Love You. Everyone. I Love You. Everyone. I love everyone. Again. I love everyone. Chưa thầy có mã nữa. I love you. Mẹ Linh ơi. I love you. Mẹ Linh ơi. Không cái. Ba. Đúng rồi. I love you. Ba Lộc ơi. I love you. Ba Lộc ơi. Dễ thương nhỉ. Con sọt ái nữa không? Muốn thắc kiền nè. Đủ rồi. Nồi ngoài đủ hết rồi. Cái Hiếu chưa có. Cái Hiếu chưa có. Có được thắc kẹt thêm lần nữa. Có nghĩa là khuyến mại. I love you. Cậu Hiếu ơi. I love you. Cậu Hiếu ơi. I love my family. I love you. My family. My family. I love everyone. Dễ thương. Rồi cảm ơn đi. Cảm ơn cả nhà đã nghe Mina với Núp Nít hát. Cảm ơn cả nhà đã nghe Núp Nít và Mina hát. See you again. See you again. See you again. Bye bye. Trời ơi dễ thương quá trời ơi.